Sau đây mời các bác cùng thẩm âm con âm ly đèn cao cấp của hãng Tri em về sáng ngày hôm nay. Là con TLV A300SR, con này nguyên thùng xốp nha, dòng đời cao, cao cấp, chạy bóng 300B. Mời các bác cùng thưởng thức nha. Em chỉ ghép những dòng loa thường thôi nha, chứ dùng có ghép những dòng loa cao cấp nghe mới sướng nữa các bác. Như những dòng BBK đầu 7, đầu 6, đầu 8 rồi các bác. Tăng loa JBL đầu cao. Trời lại làm đông xa đây là đúng âm thanh nổi nha. Mưa tuyết ta tới. Này mình gào qua đây nó sẽ tiếng bass nó sẽ dữ hơn. Giọt lệ nào không hay trượt đông trên má. Giờ tim tôi đang băng thành đá. Nghe xung quanh mình lệ tuyết vỡ thành mưa. Quên tình xưa, tuyết rơi chiều mưa, khóc cho tình chúng ta vì bơi đông người xa. Chuyện tình nào xa xưa, đưa đón trong ngày mưa. Nhìn dòng người lại qua, đời sau băng giá. Xuôi mà thương nhớ anh nào nguôi vì cớ đâu mình mất nhau lòng đong. Từng hạt tuyết rơi đi khóc cho nơi đây em lẻ loi. Giờ thì chắc bên anh nắng vương lên mắt môi nồng say. Anh nhớ ân tình không nơi có em chờ trông. Khi có nhau mình nói câu thương nhớ nhau một đời. Giờ thì xót thương tim vẫn vương khi giờ người đã đi mình nhớ thương cho trái tim cuồng si. Anh có quay về chăng em đừng...